Xong rồi thì các bạn sẽ lấy cái bánh tre các bạn để ra ngoài đúng không? Và chúng ta cũng có một cái
xong thì cái mái che chắc chắn là nó rất là nóng. Mà chúng ta để ý là cái miếng điện thường thì để ở trên cái mặt bàn đá quang cương phía dưới đó. Mà chúng ta biết mặt bàn đá quang cương thì lúc nào nó cũng rất là khá lạnh. Thì giả sử bạn tưởng tượng này, cái mặt nóng mà để lên trên trực tiếp trên mặt bàn của đá quang cương thì chuyện gì xảy ra? À, nó sẽ bị vỡ đúng không ạ? Vậy thì các bạn không được quyền để trực tiếp, các bạn phải có một cái dụng cụ gì đó thì chúng ta kê, chúng ta mới để lên. Nha, nhớ nha. Một dụng cụ nữa là bình cầu. Bình cầu thì các bạn sẽ có rất là nhiều loại bình cầu. Để đây giới thiệu cho bạn một loại bình cầu rất là đặc biệt, được dùng rất là nhiều trong phòng sinh hóa này. Đó là cái bình này, đúng không ạ? Bình này bạn thấy là nó rất là hình thù, nó rất là đặc biệt đúng không? Cái bụng nó rất là to, cổ nó lại rất là nhỏ và dài. Nó có một con số đó. Trên cầu thì nó có một cái bậc duy nhất rồi. Thì cái bình này có một cái tên riêng. Bạn có biết bình này gọi là cái gì không? Gọi là cái gì? Bình cầu. Đường lưu. Không phải bình cầu. À, những cuốn sao nhớ đọc bài chữ nha các bạn. Bình lưu. Sao nhớ đọc bài chữ nha. Bình lưu. Bình này gọi là. Bình lưu. Bình là cái gì? Bình lưu. Bạn cứ trả lời đi, không biết lại. Bình này gọi là gì? Bình lưu. Lời sai thì thôi. Không biết đâu. À, ba lon là tên gọi chung của bình cầu, không phải cái bình này. À, cái bình này có một cái tên riêng, đó là bình định mức. À, bình định mức. Tại sao lại gọi là bình định mức? Bởi vì nó giúp cho bạn đo được một thể tích chính xác. Nếu mà cho một cái nghiệm, người ta yêu cầu các bạn là dụng cụ nào giúp cho các bạn đo được thể tích chính xác thì chính là bình định mức, là cái này, đúng không ạ? Thì tại sao nó lại đo được thể tích chính xác? Thì các bạn thấy là cái bụng nó rất là to, nó sẽ chứa được rất là nhiều chất lỏng bên trong đúng không? Nhưng mà khi mà nó dâng lên tới cái cổ, thiết diện là nó là nhỏ nè. Bạn chỉ cần nhỏ một giọt vào thôi. Thì lúc này cái mực thể mực chất lỏng nó cũng thay đổi rất là nhiều. Có nghĩa là sự thay đổi rất là mực thể tích mà làm cho cái mực chất lỏng thay đổi nên nó rất chính xác. Mặc dù là nó có sai số nhưng trong phòng thí nghiệm người ta vẫn cho nó là chính xác. Vậy đây là dụng cụ lấy chính xác trong phòng thí nghiệm. Là lấy được chính xác để làm cái gì? Thì giúp cho chúng ta pha nồng độ theo thể tích của các dung dịch. Có nghĩa là chúng ta muốn pha bất kỳ một dung dịch gì với nồng độ chính xác thì chúng ta dùng bình định mức. Ví dụ như là người ta yêu cầu các bạn pha dung dịch A với nồng độ là 2m. 2m có nghĩa là nồng độ mol đúng không? Nồng độ mol là độ chính xác. Thì các bạn sử dụng cái này. Hoặc là pha bao nhiêu ml thì đó dung dịch B với nồng độ là 1N. 1N là nồng độ đương lượng đó. Nồng độ đương lượng cũng là nồng độ chính xác luôn thì chúng ta dùng cái này. Đúng không ạ? À, nhưng mà khi mà các bạn dùng cái này thì chúng ta có một cái lưu ý, đó là bởi vì cái tiếp diện nó nhỏ vậy nè, cái cổ nhỏ vậy nè, mà phía trên mặt chất lỏng lúc nào cũng có một cái lực căng mặt ngoài của nước đúng không, làm cho nếu mà nước trong cái tiếp diện nhỏ như này thì cái mặt ngang của mặt nước không phải là cái đường nằm ngang nữa, cái tiếp diện càng nhỏ thì cái mặt nó càng cong đúng không ạ? Mà bạn tưởng tượng đây nè, ví dụ đây, đây là cái bình nè, dưới là cái bình, đây cái cổ đúng không ạ? Bạn thấy là cái diện nó rất là nhỏ nên cái mặt nước nó rất là cong, cái diện càng nhỏ thì nước càng cong. À, vậy thì chúng ta phải có biết cách chúng ta đọc thể tích chính xác. Bởi vì bình này giúp cho chúng ta lấy thể tích chính xác mà chúng ta không biết cách đọc thể tích chính xác thì cái bình này nó vô nghĩa rồi. Đúng không ạ? Thì đọc làm sao cho chính xác? À, ví dụ như cái đường cong này là cái mực nước đi. Ví dụ như phía trên là 5 đi. Phía dưới là 4, ở giữa là 4.5 thì theo các bạn sẽ đọc là bao nhiêu? Đọc bao nhiêu? À, nghe lâu thoáng các bạn trả lời là 4 à. Thì trả lời là 4 là đúng rồi. Tuy nhiên các bạn phải lưu ý một điều, đó là cái việc đầu tiên các bạn muốn biết là chúng ta sẽ đọc là bao nhiêu là các bạn phải xác định xem là cái bản chất, cái chất bên trong là cái gì. Nếu chất bên trong là một dung dịch trong suốt không màu thì chúng ta sẽ đọc mặt dưới đường cong là 4, thì bạn trả lời 4 là đúng rồi đó. Nhưng mà sẽ có một số ít trường hợp nó không phải là dung dịch không màu, là dung dịch có màu, thì trong đây đọc 4 là sai. Lúc đó thì bạn sẽ đọc mặt ngang bên trong sẽ là 5. Vậy thì cái việc đầu tiên là chúng ta xác định bản chất, chất bên trong là cái gì đúng không? Sau đó chúng ta mới xem là chúng ta đọc cái chỗ nào. À, nhưng mà thường cái này chúng ta nói là mục đích nó dùng để pha dung dịch mà. Pha dung dịch thì thường nó trong dung môi. Dung môi thì thường trong suốt không màng. Đúng không ạ? Nên chúng ta nhớ là 4 thì cũng ok đó. Đúng không ạ? Nhưng mà chính xác hơn thì phải xem bản chất, chất bên trong là cái gì. Rồi bây giờ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nè. Bình này là 100ml. Những cái bình khác là 250, 500 ngàn gì đó. Thì cách sử dụng các bạn chỉ coi chất lỏng vào bên trong thôi. Sau đó thì chất lỏng lên tới phần cổ ngay cái bạch này và chúng ta áp dụng đúng nguyên tắc này thì là 100ml đối với bình này.
đúng không ạ? Sử dụng rất là dễ là. À, một dụng cụ nữa đó là cái này. À, cái này thì mình gọi là cái ống đông. Cái tên nó cũng hình dung được cái vai trò của nó rồi đúng không ạ? Nếu bạn đông thể tích ở đây nó sẽ có rất là nhiều vật thể hiện cái bên trong này. À, các bạn sử dụng cũng dùng chung nguyên tắc này luôn nha. Cái này là nguyên tắc chung cho việc mà các bạn đông đo thể tích đối với dụng cụ vi tinh, thì bạn cứ cho vào đây cũng đúng nguyên tắc này thì các bạn sẽ đông được thể tích dung dịch. À, tuy nhiên thì đối với ống đông thì người ta nói là chỉ dùng để đông dung dịch gần đúng thôi. Gần đúng thôi có nghĩa là giả sử như ở đây bạn có cái ống đông này là 100ml đúng không? Chúng ta đông đúng 100ml bằng cái này và áp dụng đúng nguyên tắc luôn. Nhưng mà khi đổ bạn đổ 100ml từ trong cái ống đông và bạn đổ vào bên đây 100ml nè, thì theo bạn nghĩ nó có đúng 100ml không? À, nó chắc chắn 100% là không đúng nha. Tại vì cái này chỉ cho phép lấy gần đúng rồi, mặc dù bạn đã kỹ lưỡng đến mức nào cho vào đây cũng không đúng 100ml. Đó là chỉ chắc chắn. Vậy thì đó cái dụng cụ thì người ta chỉ lấy cho một số trường hợp mà người ta không có độ chính xác. Ví dụ như là chúng ta dùng để pha những dung dịch có nồng độ gần đúng thôi. Ví dụ như nồng độ phần trăm, nó gần chính xác, gần gần là được rồi. Hoặc là chúng ta pha còn để chúng ta sát khuẩn mặt bàn nhé. Bạn chỉ cần pha nó dao động trên dưới 70 thôi, 6 mấy cũng được, 7 mấy cũng được, chúng ta dùng cái này cũng được. Đúng không? Chỉ cần lấy gần đúng thôi, dùng cái này. Rồi một dụng cụ tiếp theo nữa, đó là cái này. À, cái này thì tiếng Việt mình gọi là cái ống hút. Nãy bạn nghe giám trưởng có đọc một câu trong cái nội quy đó là gì? Là không dùng miệng để hút quá chất. Nghe trong câu đó thấy cũng vô lý nè. Nhưng trong thực tế là trước đây người ta dùng miệng để hút. Dùng cái này nè, nó dùng miệng để hút. À, trong quá khứ gần đấy. Quá khứ gần chứ không là xa xôi ngày xưa ngày xưa. À, cách đây vài năm đó là người ta không dùng miệng để người ta hút. Đúng không ạ? Nhưng bây giờ người ta không dùng miệng để hút nữa. À, và cái tên ống hút mà nghe nó rất là dễ hiểu lầm đúng không? Nên bây giờ người ta cũng không cứ gọi là ống hút nữa mà người ta có một cái tên gọi riêng. Cái này người ta gọi là cái pipette đúng không ạ? Pipette thì có nhiều loại pipette lắm. Thì nếu mà cái pipette giống như vậy, giống thành vậy, có những cái bạc này thì người ta gọi là pipette chia bạc. Đúng không ạ? Cái này gọi là pipette chia bạc. Thì cái này dùng để làm gì? Dùng để lấy thể tích. Giả sử chúng muốn lấy 1ml, 2ml, 5ml, 10ml chúng ta dùng cái này chúng ta lấy. À, thì xưa cũng hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái này sao nha. À, ngoài ra thì chúng ta có một cái loại pipette nữa các bạn, đó là cái này. À, cái này thì mình gọi là cái micro pipette hoặc là pipette máy tự động. À, cái này hiện tại trong những cái phòng sinh hóa thì người ta sử dụng cái này nhiều hơn. Bạn đi xuống bệnh viện vào trong khoa sinh hóa thì gần như là người ta sử dụng cái này hiếm khi thấy cái này. Người ta có thể sử dụng cái này cả ngày, có nhà sử dụng hàng ngàn lần, nhưng mà người ta hiếm hoi sử dụng cái này. Biết lý do tại sao không? Cái chính xác. Bạn nào trong lời cầm nhìn sang hơn. À, đúng là cầm nhìn thấy cũng sang sang hơn đúng không ạ? Nhưng mà trong thực tế là lý do là tại sao? Là nó chính xác hơn đúng không ạ? Cái nó chính xác ở đơn vị microlit. Cái thứ hai là khi mà chúng ta muốn chỉ gọi thể tích thì sai số rất là thấp. Sau khi lấy xong rồi các bạn dọn vệ sinh cũng rất là gọn. Bạn tưởng tượng nếu mà bạn hút vào cái này nè. Sau khi mà hút xong rồi các bạn muốn vệ sinh đấy nha. Các bạn phải khử trùng, các bạn phải ngâm. Các bạn phải rửa trong, rửa ngoài, rửa xong các bạn phải chán trong, chán ngoài. Sau đó dụng cụ vi tinh mà chúng ta phải đợi nó khô, muốn nhanh thì bạn phải cho vào trong máy sấy. Sấy rất là lâu, nhưng nó rất phức tạp với vệ sinh cái này. Trong khi đó với cái này, bạn biết xíu bạn xem, em thao tác trong vòng vài giây, vệ sinh trong vòng đúng vài giây thôi. Nó không cần phải làm gì nhiều lắm với cái này. Nên gần như là bây giờ người ta ưu tiên cho sử dụng cái này. Đúng không ạ? Cũng sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái này. À, ngoài ra thì các bạn còn cái loại pipette nữa mà ở đây không có để ở đây cho chúng ta thấy dụng nó cho bạn hình dung. Bạn tưởng tượng là một cái pipette mà cái phần dưới của nó bằng vi tinh, phía trên là cái đúng cao su bấm cái tròn vào bù ra nó hút lên. Bạn hình dung không? Thì cái đó người ta gọi là pipette master. Hình dung không? Nó giống giống vậy đó. Nó là một cái pipette nhỏ đúng không? Phía trên là đúng cao su đúng không? Thì gọi là pipette master. Và trên đây không có bạch gì hết, không có bạch gì hết, đúng không ạ? Sau này thì người ta có chuyển đổi sang dụng cụ, chuyển sang vật liệu khác bằng nhựa từ trên xuống dưới luôn. Và trên đó có những cái bạch thì người ta cũng có thể gọi là pipette master, nhưng mà không có chuẩn lắm. Tại vì đúng cái nguyên thủy thì nó phải là phần này là phần vi tinh, phía trên là phần cao su, đúng không ạ? Mà bởi vì nó không có bạch, nhưng mà trong một số thí nghiệm nó yêu cầu các bạn hút 1ml hay là 0.5ml hoặc là 0.1ml bằng pipette master, nhưng mà nó lại không có bạch, thì làm sao các bạn hút được cái thể tích đó? Thì chúng ta có một cái nguyên tắc trong phòng thí nghiệm, đó là một giọt mà các bạn nhỏ ra từ pipette master sẽ tương đương với 50
microlit, đúng không ạ? Thì những mũi sao mà giả sử yêu cầu các bạn hút 0.5-1ml gì đó từ viên Bestmaster thì chúng ta nhớ những nguyên tắc này nhé. Giả sử đề bài yêu cầu chúng ta hút 0.1ml nước tiểu bằng viên Bestmaster thì chúng ta sẽ nhỏ máy giọt. Sẽ có một cái thí nghiệm yêu cầu các bạn hút 0.1ml nước tiểu bằng viên Bestmaster thì chúng ta nhỏ máy giọt, trong khi một giọt thì bằng 50 microlit, mà yêu cầu nhỏ 0.1ml thì nhỏ máy giọt. Thôi bây giờ nói gì cho dễ hiểu nè. Giả sử mà phải yêu cầu các bạn hút 1ml dung dịch A bằng viên Bestmaster 1ml nha, thì bạn nhỏ máy giọt. 1ml bằng bao nhiêu microlit? À, 1000 đúng không? Mình cần 1000 trong khi một giọt là 50 thì mình nhỏ máy giọt. Mình cần 1000 trong khi giờ mình nhỏ giọt là 50 thì nhỏ bao nhiêu giọt? À, 20. Vậy thì quay về cái bài toán nãy là mình cần 0.1 thì mình nhỏ máy giọt. Mày đúng rồi. Vậy thôi. Thì chúng ta nhớ dùng nguyên tắc này nha. Tại vì nguyên tắc này là nguyên tắc dùng chung nha. Nên là ở đây là các bạn học sinh quá nhưng sẽ sang những cái môn khác. Mà trong phòng thí nghiệm thì chúng ta vẫn dùng những nguyên tắc này dùng chung hết. Một thí nghiệm nào cũng làm dùng nguyên tắc đó. Được không ạ? Rồi, dụng cụ tiếp theo cho bạn. Đó là cái này. À, cái này tiếng Việt mình gọi là cái bình non. Nhìn giống như cái non nè. À, chúng ta còn một lĩnh vực khác nữa là bình đam giác, đúng không ạ? Trong phòng thí nghiệm người ta gọi là gạt len, đúng không ạ? Gạt len. Thì cái này dùng để làm gì? Là phản ứng cũng được, đựng quá chất cũng được, đun sôi cũng được. Mà bạn thấy là nó cầm nó rất là dễ lắc, đúng không ạ? Thì trong trình độ thể tích người ta dùng cái này rất là nhiều, đúng không ạ? Trình độ thể tích ở bên ngoài phân tích á. Rồi ngoài ra thì các bạn có một số dụng cụ khác, ví dụ như là cái này là cái gì? Cái này gọi là cái gì? Gạt, đúng không ạ? Cái này gọi là cái cỏ. Đó, để vệ sinh ống nghiệm, đúng không? Cái này gọi là cái ống nghiệm ly tâm, đúng không? Để ly tâm. Cái này là cái lưới hai viên. Cái này gọi là chế bon cao su. Khá là ngộ, bon là tiếng Anh, cao su là tiếng Việt cáp là bon cao su, chế bon cao su. À, cái này dùng để làm gì? Này dùng để hỗ trợ việc các bạn sử dụng cái này. Rồi đó là một số dụng cụ cơ bản. Ở đây giới thiệu trước, tí xíu chúng ta sẽ thực hành sau. Chúng ta sẽ đi hết rồi những cái chúng ta sang phần tiếp theo các bạn, đó là giới thiệu cho bạn về phương pháp đau quang. Các bạn thấy là trong phương pháp đau quang chúng ta bạn đi cũng rất là dài, đúng không ạ? Hai trang. Thì bây giờ chúng ta cũng sẽ nói một số ý chính sơ bạn, đúng không? Thì đầu tiên nói về phương pháp đau quang thì chúng ta phải hiểu là phương pháp đau quang là cái gì, nó có ý nghĩa gì trong sinh toán. Sau đó chúng ta sẽ nói về những nguyên tắc của phương pháp đau quang. Thì đầu tiên nói phương pháp đau quang là cái gì. Thì lý thuyết các bạn cũng đã học một số bài rồi, chúng ta cũng hình dung về hóa sinh rồi, đúng không? Hóa sinh giúp cho bạn hiểu về các chất trong cơ thể, sự chuyển hóa các chất trong cơ thể, đúng không? Trong một phần hóa sinh này chỉ là các chất và chuyển hóa các chất thôi. Thì ngoài ra nó còn có ứng dụng rất là lớn lao vào thực tế lâm sàng, đó là nó giúp cho bạn định lượng được rất nhiều chất trong cơ thể, đúng không? Ví dụ như là bạn muốn định lượng đường huyết đi, rất là cơ bản đó, xét nghiệm đường huyết đó. Hoặc là các bạn định lượng mỡ máu ví dụ như là triglycerides hay là cholesterol đi, thì làm sao các bạn định lượng được, đúng không ạ? Thì chính là nhờ vào phương pháp đo quang. Và gần như người ta nói là 99% những cái chỉ số sinh hóa mà các bạn ở bệnh viện chúng ta thì chúng ta đều dùng phương pháp đo quang để chúng ta định lượng. Thì phương pháp đo quang là phương pháp quan trọng nhất trong sinh hóa, phải nói là quan trọng nhất nha, không có phương pháp nào quan trọng hơn nữa, đúng không ạ? Vậy thì muốn đo quang thì chúng ta làm sao? Thì việc đầu tiên là bạn phải có một cái máy đo quang, sẽ gọi là máy đo quang hoặc là máy quang phổ kế. Nhớ nha, chúng ta có một cái máy đo quang hoặc máy quang phổ kế. Và chúng ta có cái chất chúng ta muốn đo. Ở đây ví dụ như là chúng ta muốn đo đường huyết đi, thì cái chất đó là gì? Là glucô, đúng không? Đường huyết là glucô đó, đúng không? Thì muốn đo quang được thì cái điều kiện đầu tiên là cái chất chúng ta muốn đo phải có màu. Máy đo quang mà nghe chữ đo quang mà muốn đo cái gì thì chất nó phải có màu, đúng không? Vậy thì các bạn nghĩ là đường trong máu chúng ta nó có màu gì để chúng ta phải đo được nó? Đường trong máu nó có màu gì? Sẽ là đại không phải là màu vàng, màu vàng mía gì mà màu vàng màu gì có bạn trả lời có bạn trả lời màu đỏ, các bạn các bạn trả lời màu đỏ, màu đỏ là vô lý, đúng không? Màu đỏ trong máu là do gì? Hồng cầu, đúng không? Cho hồng cầu, cho ngang của hồng cầu, màu đỏ. Bạn trả lời màu trắng, đúng không? Phải màu trắng
màu gì? À, nó bật cho là màu trắng. Máy lên thì nó có màu gì? Nó trong suốt không màu. Bạn nói là không màu, trong suốt không có màu gì hết, đúng không? Không có gì màu nhất, làm sao bạn đo quang được? Không thể đo quang được. Vậy thì người ta làm sao? Này, cái cách người ta làm như thế này nè bạn. Cách người ta làm như thế này. Đó là cái chất chúng ta đo, ta chỉ hiểu nó ít nha. Ít là cái chất chúng ta cũng đo. Có thể là luco hoặc là rất nhiều chất khác. À, chúng ta hệ thống nó lên gọi là chất ít đi. Chất ít có thể là luco hoặc nhiều chất khác. À, lúc này người ta sẽ cho phản ứng với thuốc thử ký hiệu là R. Thì trong sinh hóa các bạn cứ thấy chữ R thì nó sẽ là thuốc thử nha. Mặc định hay trong sinh hóa thì R là thuốc thử. R là cái tên của chữ reagent, nó là thuốc thử đó, đúng không? Thì lúc này nó sẽ tạo ra một cái phức là RX. À, RX phải đảm bảo hai tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn thứ nhất là nó phải có màu. Có màu, đúng không? Cái chất chúng ta cũng đo phản ứng với thuốc thử tạo ra một cái phức, và cái phức đó phải có màu. Có màu thì mới đo được, không có màu đo được, đúng không? Cái tiêu chuẩn thứ hai là trong suốt à. Trong suốt. Các bạn thấy chữ có màu và trong suốt nó có mâu thuẫn với nhau không? Mâu thuẫn nhau không? Có màu thì dễ hiểu rồi, đúng không? Có màu nhìn thấy nó có màu. Còn trong suốt là sao? Trong suốt có nghĩa là ánh sáng truyền qua được. Có nghĩa là bạn cầm một cái dung dịch gì đó trong suốt, thì các bạn để một cái tờ báo ở sau lưng giáo nghiệm đó, mà chúng ta vẫn đọc được chữ của tờ báo đó, thì gọi là trong suốt, hiểu không? Trong suốt là sáng truyền qua được. Nè, giống như cái này nè. Có màu không bạn? Có màu nhưng mà ánh sáng truyền qua được không? Được, bạn để tờ báo phía sau vẫn đọc báo được bình thường. Đây là dung dịch có màu và trong suốt nè, đúng không? Thì phải có màu và trong suốt thì mới đo quang được nha. Bạn sẽ thấy là có rất nhiều phản ứng tạo ra những chất có màu nhưng không trong suốt. Ví dụ như là những cái tủa thì chúng ta không đo quang được, mà nó phải là phức thì chúng ta mới đo quang được, đúng không? Rồi, làm sao? Cái cách người ta làm đó là người ta chuẩn bị ống nghiệm số 1, gọi là ống thử vậy. Ống thử là cái ống mà dùng để chúng ta đo mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân, thì gọi là ống thử. Trong ống này có cái gì? Trong ống này các bạn sẽ cho mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân vào. Ví dụ như chúng ta muốn đo đường huyết thì chúng ta cho gì vào? Cho máu vào, đúng không? Cho máu vào. Thì cho máu vào, nhưng thực tế là cái gì trong đó chúng ta quan tâm? Chính là đường, đúng không? Sau đó bạn cho thuốc thử vào. Thuốc thử là R. Cho máu vào, cho thuốc thử vào, nhưng thực tế cái chất mà có trong đây sẽ là cái gì? Có phải là RX không? Bởi vì R là thuốc thử, X là cái chất mà chúng ta đo nó cũng tạo ra cái phức này là RX nè, đúng không? Thì trong đây sẽ là RX. Rồi bạn cho nó phản ứng tạo ra RX. Thì lúc này cái máy đo quang, cái nguyên tắc là nó sẽ chiếu một chùm tia đơn sắc đi qua cột chất lỏng, ở mặt với cường độ là không. À, các bạn học vật lý sinh rồi đúng không? Bạn thấy là nếu mà chiếu một chùm tia đơn sắc đi qua cột chất lỏng thì ánh sáng nó sẽ đi theo những hướng nào? Các bạn được. Một là nó phản xạ ngược lại, đúng không? Nhưng mà với cái góc đo này, cái lượng phản xạ ngược lại như thế nào? Ít lắm, bạn không đáng kể, đúng không? Cái thứ hai là nó sẽ hấp thụ vào trong cột chất lỏng với một cái lượng ký hiệu là pH. Và cái thứ ba là nó sẽ đi qua luôn. Tại sao đi qua luôn được các bạn? À, tại vì trong suốt mà, trong suốt nè, nên đi qua luôn được nè, đúng không? Và lúc này các bạn sẽ có một cái màn trắng để các bạn ghi nhận ký hiệu đi qua luôn, đúng không? Thì lúc này cái lượng đi qua luôn chúng ta đo được, đúng không? Ký hiệu là Y, đúng không? Thì các bạn dễ dàng các bạn thấy gì? YH sẽ bằng Y không, bởi vì không là các bạn đã biết rồi, chúng ta bắt ra bao nhiêu chúng ta biết, đúng không? Và chúng ta đo được Y đi qua nè, trừ Y, đúng không? Thì ra YH, YH là cái lượng hấp thụ vào bên trong. Và từ cái lượng hấp thụ vào bên trong, người ta chuyển đổi thành một cái đại lượng ký hiệu là OD. OD chúng ta gọi là mật độ quang. Mật độ quang. Thì cái máy đo quang sẽ giúp cho chúng ta đo ra mật độ quang. Nên khi mà đo quang thì bạn sẽ nghe thường nghe một số đại lượng nè. Một là mật độ quang, hai là độ hấp thu. Hai cái này thực ra thì nó tỷ lệ với nhau, đổi qua đổi lại đó. Nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ thu được cái cuối cùng sẽ là mật độ quang, đúng không? Nhưng mà cái chúng ta cần tìm là gì? Có phải là C không? Là nồng độ không? Cái chúng ta cần tìm là nồng độ. Nhưng mà cái máy nó chỉ đo được ra mật độ quang ra. Thì làm sao để chúng ta xác định được nồng độ? Đó là trong phương pháp đo quang chúng ta có một cái định luật các bạn. Gọi là định luật gì? Định luật gì rất là quan trọng trong phương pháp đo quang? Đúng rồi, đó là định luật Beer-Lambert. Nhớ định luật Beer-Lambert. Beer
là bờ. À, định luật này nói cái gì? Định luật này nói là trong cùng một điều kiện thì mật độ quang tỷ lệ thuận với nồng độ dung dịch. Trong cùng một điều kiện thì mật độ quang nè, OD nè, tỷ lệ thuận với nồng độ dung dịch là C. Có phải là OD tỷ lệ thuận với C không? Đúng không? Hiểu đúng không? Trong cùng một điều kiện thì mật độ quang tỷ lệ thuận với nồng độ dung dịch là OD tỷ lệ thuận với C. Giống như chuyện là các bạn uống một cái ly trà đá, đúng không? Nếu mà cùng một cái loại cốc trà đó, cùng một cái thể tích đó, rõ ràng là nếu mà cái màu trà mà nó càng đậm thì có phải là cái lượng trà bên trong càng nhiều không? Giống vậy đó. Nhưng mà ở đây chúng ta phải đưa về cùng một cái điều kiện nhất định nha. Rồi làm sao các bạn ứng dụng được cái định luật này? Thì lúc này các bạn chuẩn bị cái ống nghiệm số 2, gọi là ống chuẩn đó. Ống chuẩn thì trong cái ống này có cái gì? Trong ống chuẩn sẽ có dung dịch chuẩn. Dung dịch chuẩn là dung dịch mà các bạn đã biết trước nồng độ rồi. Ví dụ như là các bạn muốn đo được huyết đi, thì lúc này dung dịch chuẩn là dung dịch glucô mà đã biết trước nồng độ rồi. Nồng độ nó có thể là 100mg trên đại xỉ lít là bao nhiêu đó mà bạn đã biết rồi, đúng không? Đúng không? Đã biết trước rồi. Hiểu là C0 là nồng độ của dung dịch chuẩn. Sau đó các bạn cũng sẽ cho R và cho thuốc thử vào để nó phản ứng chống hoạt gì. Có nghĩa là về mô hình là làm giống hoạt gì. Nhưng mà cái chất này bạn đã biết trước nồng độ rồi, đúng không? Cũng làm phản ứng giống hoạt gì, cũng chiếu tia đi qua gì. Lúc này chúng ta sẽ thu được mật độ quang ký hiệu là OD0. Đúng không? Từ công thức này các bạn suy ra cái gì? Nó phải là OD trên OD0 bằng C trên C0 không? Tương đương. Cái mà chúng ta muốn xác định là gì? Là C, đúng không? C sẽ bằng OD trên OD0 nhân với C0. OD và OD0 máy đo ra, đúng không? Cái máy đo ra C0 thì chúng ta biết rồi. Vậy thì tính được C không? Được. Mà C là gì? C là nồng độ. Nồng độ của cái gì? Nồng độ của RX. Mà cái chúng ta cần tìm là gì? Là một bình ít thôi. Có nghĩa là trong nhiều trường hợp là thuốc thử nó đã có màu rồi, đúng không? Thì lúc này nó sẽ ảnh hưởng đến cái nồng độ của cái chất chúng ta cũng đo. Vậy chúng ta còn cái nhiệm vụ nữa là chúng ta phải loại đi cái màu của thuốc thử. Vậy các bạn chuẩn bị thêm một cái ống nghiệm nữa, ký hiệu là ống số 3, tên là ống trắng, đúng không ạ? Ống trắng thì cái ống này chứa cái gì? Ống trắng này sẽ chứa nước cấp. Nước cấp cộng với thuốc thử. Tại sao lại dùng nước cấp? Bởi vì nước cấp là một cái chất mà gần như nồng độ của những chất chúng ta muốn đo luôn luôn bằng không ở bên trong nước cấp. Ví dụ chúng ta đo glucô đi thì chắc chắn trong nước cấp glucô bằng không nè. Thì chúng ta cũng làm cái mô hình giống như các ống kia, thì rõ ràng chúng ta sẽ tính sẽ đo được cái màu của thuốc thử, đúng không? Lúc này bạn cũng sẽ đo máy đo quang, nó sẽ ra OD màu trắng rồi OD trắng, đúng không? Đúng không? Rồi từ các điều kiện phía trên thì các bạn có thể suy ra là nồng độ của cái chất các bạn muốn đo CX á sẽ bằng cái gì? Bằng OD trừ đi cái màu của thuốc thử, trừ đi OD trắng, đúng không? Đúng không? Chia cho OD không, đúng không? Trừ đi OD trắng, đúng không? Nhân với C0. Rồi các bạn đóng khuôn công thức này lại. Rồi các bạn học thuộc lòng công thức này. Công thức này là công thức quan trọng nhất trong bài này, thuộc là quan trọng nhất trong cả học phần này, nên chắc chắn 100% là công thức này sẽ có trong đề thi. Các bạn học thuộc lòng công thức này là bạn trả lời được câu rồi đó, đúng không? Trong 20 câu nếu mà thi trắc nghiệm một câu với 20 câu thì đã là nhiều rồi, đúng không? Vậy thì cái thứ nhất là các bạn học thuộc lòng công thức này, cái thứ hai bạn phải hiểu ý nghĩa của từng đại lượng, cái thứ ba là giả sử người ta cung cấp những con số thì các bạn sẽ thay vào đại lượng, các bạn tương tâm, đúng không? Thì những buổi sau buổi nào các bạn cũng sẽ định lượng bất kỳ một cái chất gì đó, thì khi định lượng chất gì đó thì các bạn sẽ áp dụng công thức này, nên trong những buổi tới buổi nào cũng sẽ được áp dụng công thức này. Rồi bây giờ chúng ta nhắc lại xem là ý nghĩa của những đại lượng này là gì nhé. Sẽ biết là gì vậy? Nồng độ của chất cũng đo, OD là gì? Màu độ quang của ống thử. Có nghĩa là chúng ta cho rất là nhiều thứ vào đây, làm rất là nhiều chuyện nó ra một cái dung dịch gọi là ống thử, mà chúng ta đo quang nguyên cái ống đó nên gọi là mật độ quang của ống thử, đúng không ạ? OD trắng là gì? Mật độ quang của ống trắng, đúng không
OD0 là mật độ quang bóng chuẩn, đúng không? C0 là nồng độ của dung dịch chuẩn. Chúng ta có cái dung dịch chuẩn và chúng ta biết trước nồng độ đó và nồng độ của dung dịch chuẩn. Và các bạn dùng hẳn những cái từ này luôn nhé. Những từ này là những từ đúng mà các bạn sẽ sử dụng, nó sử dụng luôn. Thì chúng ta sử dụng đúng luôn. Đó là mật độ quang bóng trắng, bóng chuẩn, bóng thử, nồng độ của dung dịch chuẩn đó. Rồi. À, ngoài ra thì trong một số phản ứng thì người ta có thể pha lỏng ra thì chúng ta cũng có thể nhân với hệ số pha lỏng với sao nếu có pha lỏng. Và bất kỳ một công thức nào thì đều phải có đơn vị, đúng không? Công thức này cũng phải có đơn vị. Thì đơn vị của CX nó sẽ phụ thuộc vào C0. C0 đơn vị gì thì CX đơn vị đó. Vậy thôi, nghe là bạn mở ra bài toán bạn thấy là C0 nó cho đơn vị gì thì CX bạn lấy đơn vị đó. Nhưng mà có một cái vấn đề đó là trong sinh hóa các bạn để ý là cùng một chất các bạn sẽ có rất nhiều đơn vị. Và các bạn phải có thêm một cái kỹ năng nữa khi vào học sinh hóa, đó là chúng ta phải biết cách đổi qua lại giữa các đơn vị, đúng không? Ví dụ như nãy giờ chúng ta có một cái ví dụ liên quan đến đường máu đó, xét nghiệm gluco đó, đúng không? Thì bạn biết là xét nghiệm gluco chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều đơn vị, đúng không? Ví dụ như chúng ta có đơn vị miligam trên đệ lít, đúng không? Millimol trên lít, đúng không? Gam trên lít, gam trên decilit, vân vân, nhiều lắm, kể ra rất là nhiều đơn vị. Vậy thì chúng ta phải biết là đơn vị nào là đơn vị phổ biến nhất mà người ta thường sử dụng và chúng ta có thể chuyển đổi sang những đơn vị nào khi cần thiết. Vậy thì các bạn nghĩ đơn vị nào là đơn vị người ta sẽ sử dụng phổ biến nhất? À, đơn vị người ta sử dụng nhiều nhất sẽ là cái đơn vị gì đó mà nó phải là ngôn ngữ chung để khi mà các bạn trả lời kết quả ở Cần Thơ các bạn mang ra Hà Nội người ta vận động được, mang ra nước ngoài người ta vận động được, thì xem thì bạn nghĩ đơn vị nào là ngôn ngữ chung có thể sử dụng được. Thì ngôn ngữ chung chắc là cái gì đó nó mang ý nghĩa quốc tế, đúng không? Thì cái đơn vị đó phải nằm trong hệ thống đơn vị quốc tế, cái hệ thống đơn vị SI ấy, các bạn nghe cũng biết mà, đúng không? Đơn vị SI, các bạn nghĩ là đơn vị nào là đơn vị SI? À, đúng rồi, millimol trên lít, đúng không? À, tuy nhiên trong thực tế thì có rất là nhiều trường hợp các bạn lại phải sử dụng đơn vị miligam trên decilit. Các bạn để ý đi, ở Cần Thơ mình thôi nha, Cần Thơ mình, những bệnh viện nào mà họ có quản lý chất lượng theo ISO là theo chuẩn quốc tế đó, hoặc là theo Việt Nam đó, bộ tiêu chí quản lý chất lượng của Việt Nam đó, là đều phải trả lời theo đơn vị SI. Nên bạn xuống bệnh viện mình là 100% luôn luôn trả lời đơn vị millimol trên lít, 100% luôn. Nhưng mà trong thực tế là đôi khi mình cần nhu cầu sử dụng theo đơn vị miligam trên decilit thì sao? Hoặc là bây giờ mình cần phải chết là đơn vị thêm millimol trên lít, nhưng mà cái máy là đo ra miligam trên decilit thì các bạn phải biết đổi qua đổi lại. À, ở đây thì sẽ hướng dẫn các bạn nguyên tắc chung để chúng ta đổi, chúng ta chỉ cần nắm nguyên tắc thôi, sau đó thì hướng dẫn các bạn cái cách ngắn gọn hơn khỏi phải làm cái nguyên tắc, đúng không? Nắm nguyên tắc thì hiểu rồi. Thì bây giờ cái cách đổi như vậy nè bạn. À, bây giờ ví dụ nha, các bạn đo ra được quyết là 100 miligam trên decilit và bây giờ có cái nhiệm vụ là yêu cầu đổi sang đơn vị millimol trên lít, à, đổi sao? À, cách đổi cũng dễ lắm, đó là bạn sẽ đổi tử số trước và đổi mẫu số sau. Cả hai đều là nồng độ mà, đúng không? Thằng này nồng độ theo khối lượng, thằng này nồng độ theo lượng chất, đúng không? Mol là lượng chất. Thì tử số là miligam, miligam ký hiệu là m nhỏ, đúng không? Millimol ký hiệu là n nhỏ. Từ m nhỏ sao ra được n nhỏ? Đó, chia cho m lớn, đúng không? Chia m lớn. M lớn là gì? Là trọng lượng mol, đúng không? Có lượng phân tử, đúng không? M lớn của gluco là bao nhiêu? 160 và 180, đúng không? 180. Thì rõ ràng là bạn chia cho 180 thì nó đã ra millimol rồi, đúng không? Cái thứ hai là chuyển mẫu số bằng decilit sang lít nè. Hai này cách nhau bao nhiêu số không? Decilit sang lít cách nhau bao nhiêu số không? 2 hả? 1 hả? Các bạn nữa là 3 không? À, đúng rồi, bạn chỉ là 3 thôi kìa. Thực tế là nhiêu chúng ta? Tiếp nè. Đầu tiên là millilit để tới gì? Millilit để tới gì? Centilit để tới gì nữa? Thì decilit để tới. Thì lít thì cách nhau mấy số không? Decilit lít cách nhau mấy số không? 1 số không thôi, đúng không? 1 số không nha. 1 số không. Mặt này nào bự hơn? Lít bự hơn, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ nhân với 10.
đúng không? Lấy tử số, một số bạn thấy có số không là bạn đơn giản đi, còn số 18. Nên là bạn thấy là luôn luôn khi mà đổi logo đó, chúng ta cứ nhớ con số là 18, nhớ luôn trong đầu, không cần phải gì hết, cứ nhớ luôn số 18. Cứ nói logo là bạn cứ chia cho 18, lấy trăm chia 18 thì bao nhiêu? 5 chấm mấy đúng không? 5.5556 gì đó, đúng không? Còn ngược lại chúng đổi từ mol sang mg, bạn cứ nhân lại với 18 bạn ra. Và bạn nhớ luôn con số 18 đối với logo. Logo thì dễ rồi, nhưng mà trong thực tế, giả sử những bài sao các bạn học triglycerides nè, cholesterol nè, ure nè, retinin nè, và làm sao các bạn biết được mờ lớn đó là bao nhiêu? Đâu biết được đâu, có biết rồi xong cũng không nhớ được nữa, thì làm sao bây giờ? Sẽ cung cấp cho bạn một cái công cụ để sau này có sử dụng thì sử dụng, không sử dụng thì thôi. Đó là cuối quyển này sẽ có một cái bảng để giúp cho bạn tra được những cái hệ số này. Sau này giả sử trong quá trình làm việc mà có nhu cầu cần phải đổi đơn vị thì cứ tra các bạn này nhé. Các bạn đi làm mà có gì đổi đơn vị thì cứ tìm quyển sách sách khóa thôi mà tra mình nữa. Rồi giả sử chúng ta cùng nhau tra thử một chất nha, đó là triglycerides đi, chắc là quen thuộc. Tra thử triglycerides thì chúng ta có hệ số là bao nhiêu? À, 87.5 đúng không ạ? Tại vì mờ lớn của nó là tra 875. Nên từ mg trên đề xuất sang kimotinic bạn chia cho 87.5 đúng không ạ? Và ngược lại thì nhân cho 87.5 vậy thôi đúng không ạ? Rồi cái cách người ta tra là vậy đó, các bạn thấy hết mà đúng không? Đó. Rồi đó là xong về cái phần phương pháp đo quang. Rồi bây giờ các bạn sẽ sang cái phần lý thuyết cuối cùng, đó là về cách lấy và bảo quản một số bộ phận phẩm trong sinh hóa. Thì cái tên của cái phần này là cách lấy và bảo quản một bộ phận phẩm. Tuy nhiên sẽ có một số bộ phận phẩm chúng ta không có lấy ở đây, ví dụ như mẫu máu không có yêu cầu các bạn cầm viên kim, các bạn cầm mặt của người ta để lấy ra. Chỉ hướng dẫn các bạn cách lấy thôi. Nên là khi mà nhìn người ta lấy thì biết là người ta đang lấy máu sinh mạch, và các chúng ta bảo quản và sử dụng cho sinh hóa chúng ta như thế nào đó. Chỉ có một bước tiểu thì có thể hướng dẫn các bạn lấy một bước tiểu được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào số 1 bệnh phẩm thường gặp nè. Chúng ta biết là sinh hóa sẽ có rất là nhiều mẫu bệnh phẩm, thì những hai mẫu bệnh phẩm mà thường gặp nhất đó là máu và nước tiểu. Chúng ta nói về trước thì đối với mẫu máu thì nếu mà phân loại theo hệ máu của người này cũng như là cái chỉ thuật chúng ta lấy thì máu chia là ba loại, đó là máu động mạch, tĩnh mạch và mao mạch. Thì theo bạn ba loại máu này, loại máu nào là sử dụng phổ biến nhất trong sinh hóa? Là máu tĩnh mạch đúng không? Còn về tính chất của các loại máu thì bạn học sinh lý rồi đúng không? Để cầm lại đây đúng không? Thì đối với máu tĩnh mạch thì trước tiên là về dụng cụ lấy này, người ta có bơm kim tiêm, có dây gan rô, có các tiết đựng máu vân vân, đúng không? Có nhiều thứ phải sạch vô khuẩn gì đó. Rồi thì trước khi lấy máu mình phải có thao tác chuẩn bị bệnh nhân. Tại sao? Vì đa số các chỉ số sinh hóa trong cơ thể đều sẽ bị thay đổi theo chế độ ăn. Nghĩa là giả sử mà sáng sớm mà bệnh nhân ăn cái gì đó rồi, bạn lấy máu bạn đo ra sai hết, nên bắt buộc bệnh nhân phải nhịn đói 12 tiếng trước khi các bạn lấy máu để làm cái chỉ số sinh hóa. Vậy thì người ta mới lấy máu vào buổi sáng đó, đúng không? Yêu cầu là muốn khám sức khỏe thì phải lấy máu vào buổi sáng sớm chứ ăn gì, lấy xong rồi ăn gì ăn là sinh hóa thôi nha. Chứ đầu tiên các bạn làm một số chỉ số liên quan đến miễn dịch này kia thì là không cần gì đó. Ví dụ như chúng ta muốn xét nghiệm HIV, bệnh nhân ăn cái gì kể ra sinh hóa nó vẫn vậy thôi. Thì đối với sinh hóa là chúng ta yêu cầu bệnh nhân phải nhịn đói 12 tiếng. Rồi khi mà đến lấy máu thì hướng dẫn các bạn sơ sơ về cách lấy thôi, ta không có lấy trực tiếp. Thì đối với máu tĩnh mạch thì đầu tiên là về vị trí lấy, chúng ta có thể lấy ở đâu, nghĩa là thấy người ta lấy thì biết là người ta đang lấy máu tĩnh mạch, lấy ở đâu? Đầu tiên là vĩ tai, bạn thấy là chúng ta có hai vĩ tai này đúng không? Một bên có khoảng 3-4 mạch gì đó, bạn đâm một 3-4 mạch đang đổ lên kia, ta còn 3-4 mạch để đâm đúng không? Giả sử bạn đã đâm khoảng 6 cái rồi mà không ra các bạn lấy ở đâu nữa? Lấy ở mu bàn tay đúng không? Mu bàn tay như đây. Mu bàn tay bạn thấy là mỗi bên mình sẽ có là 3-4 mạch gì đó đúng không? 3-4 mạch gì đó bạn lại đâm. Nhưng mà giả sử mà chúng ta lại đâm không ra nữa, đúng không? Đặc biệt là có một cái mạch rất là to ở đây nè, lấy không ra. Sau khi đã đâm được 10 cái rồi mà vẫn không ra thì chúng ta phải đâm ở đâu nữa? Đúng rồi, mu bàn chân. Tương tự của bàn tay cũng có mu bàn chân phía dưới đúng không? Mu chân cũng sẽ có nhiều chỗ để đâm. Giả sử mà đâm được mấy cái rồi mà không ra nữa thì sao? Lấy đâu nữa? Anh điện thoại được lấy, bạn cung cấp là nghe nói được mấy cái không được là bạn cảm thấy là bất mãn là đâu được lấy. Đây là bị chửi được.
nói như vậy nó đùa vậy thôi, chứ trong thực tế là sao? Trong thực tế là chúng ta có thể lấy ở bất kỳ chỗ nào có tĩnh mạch, chỗ nào cũng được, có là lấy được. Tuy nhiên những chỗ mới kể là những chỗ rất là tế nhị để các bạn có thể lấy, ưu tiên với những chỗ đó trước, được không? Rồi sau khi mà lấy xong rồi thì chúng ta thấy là người ta sẽ cho vào trong những cái tiếp máu. Những tiếp máu thì nhìn chung là chúng ta sẽ có 5 tiếp. 5 tiếp này nó khác nhau về màu sắc áp, đúng không? Nhưng mà thực tế yếu tố nào là quyết định sự khác biệt của 5 tiếp này? Đúng rồi, cái chất bên trong, đúng không? Chất bên trong mình gọi là gì? Đúng rồi, chất chống đông, đúng không? Vậy thì bữa nay sẽ giới thiệu cho bạn một số chất chống đông mà sử dụng trong sinh hóa chúng ta. Thì cái chất chống đông đầu tiên của các bạn đó là chất chống đông này, là cái tiếp màu đen nè. Trong đây sẽ có chất chống đông là heparin. Heparin, đúng không? Thì cái tiếp heparin này chuyên để làm sinh hóa. Cứ làm sinh hóa thì cứ lấy ông này. Bạn nghe chữ sinh hóa thì lấy ông này vậy thôi. Chuyên làm sinh hóa và một số thông số miễn dịch cũng xài được, nhưng mà chủ yếu là sinh hóa. Trong đây chứa chất chống đông là heparin, đúng không? Tiếp theo các bạn, tiếp theo một tiếp nữa đó là tiếp màu xám. Mà tiếp màu xám tên là chilin. Trong đây có một loại chất chống đông nhất định và một thành phần đó là sodium lauryl, là NaF, đúng không? NaF thì NaF có vai trò gì? NaF có vai trò gì? Thì nếu mà các bạn học cái bài chuyển hóa lucid của thầy Nguyễn Dạy Gòn, thì trong quá trình chuyển hóa lucid sẽ xuất hiện cái chất NaF này nè. Đó là NaF có vai trò là nó ức chế quá trình đường phân, có nghĩa là máu lấy ra khỏi cơ thể thì quá trình đường phân vẫn diễn ra do hồng cầu sử dụng đường. Thì khi có chất NaF này nó sẽ ức chế quá trình đường phân. Tại sao phải ức chế? Nếu mà máu lấy ra cơ thể mà đường nó cứ bị giảm, thì khi mà chúng ta không đo liền đường liền á, chúng ta để lâu á, chắc chắn đo chính xác nữa, đúng không? Ta bắt tiếng đồng hồ giảm 7% là nhiều rồi. Sau đó 2-3 tiếng thì gần như là đo không có nghĩa gì nữa, nên người ta sẽ đo cho tiếp này. Và các bạn để ý đến các bạn khám sức khỏe đầu năm, khi mà người ta lấy máu thì người ta sẽ cho đồng tiếp này. Nhưng mà nếu mà bệnh nhân đến bệnh viện người ta lại không cho đồng tiếp này, người ta cho đồng tiếp nào? Đồng tiếp này. Tại sao? Tại vì bệnh nhân lấy máu xong làm liền, trong khi đó các bạn lấy xong đến chiều người ta mới làm, tại vì lấy sinh viên thì lấy số lượng rất đông, nên là thường người ta sẽ phải cho vào trong tiếp này. Và một cái lưu ý nữa đó là nếu đường phân mà trong môi trường mà công nghiệp thì chắc chắn là môi trường yếu khí rồi, đúng không? Môi trường yếu khí thì sẽ tạo ra một sản phẩm phụ, đó là gì? Đó là nếu mà đường phân trong môi trường yếu khí tạo ra sản phẩm phụ là gì? Đúng rồi, là axit lactic, là lactate, đúng rồi đó, đúng không? Nên đấu này cũng dùng để định lượng lactate. Ở bạn cho ông này có hai dùng, cái một là axit lactic, à xin lỗi, một là gluco, hai là lactate, chúng ta dùng ông này, đúng không? Rồi tiếp theo bạn, ống thứ ba đó là ống màu đỏ này. Ống màu đỏ này, trong ống màu đỏ này không có chất chống đông mà nó có những cái hạt nhựa này. Cái tên của ống màu đỏ là serum. Cái đó đầu tiên này là heparin, đúng không? Heparin màu đen, đúng không? Ống thứ hai là chimi thì có thành phần NaF, đúng không? Còn cái ống này gọi là ống serum. Serum là tiếng Việt là gì cơ? Đúng rồi, serum tiếng Việt là huyết thanh, đúng rồi, huyết thanh. Tại sao có những cái hạt này? Thì trong đây không có chất chống đông, lấy máu từ đây nó bị đông lắm. Nếu mà không có những cái hạt này thì bạn để trong vòng nửa tiếng nó mới đông lắm. Có những hạt này có thể thông máu diễn ra nhanh hơn. Bạn học về xúc tiến thông máu thì các bạn thấy là khi mà chúng ta có một cái tổn thương gì đó, hoặc là khi mà lấy máu các con cơ thể thì nó sẽ đông lại nhờ vào việc tiểu cầu tiếp xúc với một bề mặt lạ, đúng không? Nước tay thì tiểu cầu tiếp xúc với lớp dưới bề mặt, còn nếu chúng ta vào đây thì tiểu cầu tiếp xúc với cái mặt trong cái tiếng này nè, đúng không? Nhưng mà khi cho những hạt này vào thì cái diện tích tiếp xúc với bề mặt lạ nó tăng lên rất nhiều, đúng không? Thì quá trình đông máu diễn ra nhanh hơn nữa, cộng thêm những cái sợi tơ huyết nó sẽ bị những cái hạt này nó kéo lại với nhau, nên cho vào đây trong 5 phút là đông lại, đông rất là nhanh, đúng không? Tiếp này để lấy huyết thanh. Cái tiếp này dùng để làm những chỉ số miễn dịch và sinh hóa. Và nhớ nhận thêm heparin thì là sinh hóa cộng miễn dịch. Cái này là chiên gluco, đúng không? Gluco với lactate, đúng không? Còn serum là miễn dịch cộng sinh hóa. Tại sao trên chỉ sinh hóa miễn dịch với miễn dịch sinh hóa? Để cho thấy cái độ ưu tiên thôi, sự ưu tiên, hiểu không? Này thì ưu tiên miễn dịch hơn là sinh hóa. Nhưng mà trong thực tế một số bệnh viện có khi người ta gom lại luôn, giống như với bệnh viện trường mình, đúng không?
cái này làm sinh hóa miễn dịch luôn, sinh hóa dịch là xài luôn nè. Còn đối với bệnh nhân bị khác như đa khoa trung ương, người ta lại dùng cái này luôn để làm sinh hóa miễn dịch luôn. Rồi sau đó thì bạn sẽ có hai tiếp nữa, hai cái này được chuyên về huyết học. Học huyết học thì bạn sẽ gặp nhiều hơn cái tiếp màu xanh dương gọi là tiếp beta, thì làm liên quan đến các xét nghiệm huyết học tế bào, ví dụ như là tổng phân tích tế bào máu, phân tích máu, hoặc là quan sát hình thái tế bào máu nó ngoài đi, hoặc là định nhớ máu thì người ta dùng này. Cuối cùng là xin chát, không phải là xin chát, xin chát là chuyên làm các kỹ thuật về huyết học đông ăn, ví dụ như là BT, ABCT, Rinogen, được cái này. Nói chung là hai cái này là chuyên về huyết học, cái là huyết học tế bào, cái là huyết học đông ăn. Rồi, sau khi mà cho vào trong những tiết này xong rồi thì tùy theo cái mục đích mà các bạn sẽ sử dụng máu toàn phần hoặc huyết thanh hoặc là huyết tương, vậy thì có ba cái này các bạn phải phân biệt nữa, đó là cái nào là máu toàn phần, cái nào là huyết thanh, cái nào là huyết tương. Ba cái này nghe dễ phân biệt thôi đúng không? Chứ là ba cái này rồi, rất dễ phân biệt. Máu toàn phần là sao? Máu toàn phần là máu lấy ra khỏi cơ thể, các bạn cho vào trong các chất chống đông, các bảo quản nó vẫn giữ nguyên trạng thái giống như trong cơ thể mình, mà nó bảo vệ gần như là trọn vẹn các thành phần bình thường trong máu đó, nó chỉ bị mất đi những cái chất mà nhanh bị phá hủy đi, thì đó là máu toàn phần. Đúng rồi. Rồi còn nói về huyết thanh với huyết tương, muốn tách huyết thanh và huyết tương thì chúng ta phải có một cái thao tác là chúng ta đem ly tâm đúng không, hiểu chữ ly tâm đúng không, ly tâm là cho một sợi dây xanh thằng nào nặng lên xuống dưới, nào nhẹ lên trên, đúng không? Vậy thì huyết thanh là cái nào, huyết tương là cái nào? Huyết thanh là ở trên, vậy thì huyết tương là dưới nào? Ở dưới là gì, màu gì? Màu đỏ, vậy là huyết tương màu đỏ đúng không? Đúng không? Nghe nghe xong cảm thấy nó hơi cấn cấn, cảm thấy nó không đúng lắm đúng không? Vậy thì sao, vậy thì huyết tương là nào? Huyết tương cái màu vàng ở trên, vậy thì huyết thanh là cái nào? À, bạn nào trả lời là đúng rồi đó. Là cả huyết thanh và huyết tương đều có màu vàng. Tại vì cái màu đỏ là gì? À, là huyết cầu đúng không? Cầu. Vậy thì phân biệt sao? Thật ra rất là dễ phân biệt, chỉ là các bạn phân biệt được liền. Máu lấy ra khỏi cơ thể thì phải đông lại đúng không? Máu lấy ra khỏi cơ thể thì phải đông lại. Nếu mà nó đông lại một cục gì nè, mày không có chống đông gì hết, nó đông lại như bình thường đó, thì các bạn ly tâm lấy cái phần dịch màu vàng phía trên thì nó sẽ là huyết thanh, được không? Còn nếu mà máu lấy ra cơ thể mà bạn cho vào trong các chất chống đông, nó vẫn giống như trạng thái máu trong cơ thể mình, nó là máu toàn phần đó. Các bạn đem ly tâm thì nó sẽ tách lớp ra đúng không? Đúng không? Cái lớp phía dưới là lớp phủ mình, là gì? Huyết cầu đúng không? Huyết cầu, huyết cầu chủ yếu là hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu là cái lớp mỏng ở ngay chính giữa gọi là lớp blood vessel, đúng không? Nói chung là này là lớp huyết cầu đó. Thì cái phần phía trên sẽ là huyết tương, đúng không? Được. Đó, không bị được chưa mà? Được đúng không? Nếu mà nói về kỹ thuật để lấy thì bạn hiểu rồi. Nếu mà lấy máu thì có thể, mà nếu mà không chống đông lại ra huyết thanh, mà chống đông thì ra huyết tương. Cái đó là cách làm thôi. Nhưng mà nếu mà về định nghĩa, người ta hỏi về định nghĩa thì về định nghĩa sao? Người ta định nghĩa huyết thanh là huyết tương đã loại đi thành phần huyết rinogen. Bạn có nghe câu đó bao giờ chưa? Nghe rồi đúng không? Có những bạn nghe rồi đúng không? Tại sao? Bởi vì huyết rinogen là yếu tố trong máu số 1 để tạo ra cục máu đông nè. Vậy tạo ra cục máu đông là nó mất đi huyết rinogen. Thì vậy nếu muốn định lượng huyết rinogen thì người ta sẽ dùng huyết thanh hay huyết tương? Huyết tương bởi vì nó còn huyết rinogen, huyết thanh tiêu rồi đâu có định lượng được đâu. Được rồi. Đó là định nghĩa. Được rồi. Rồi, vậy thì bằng cách nào để các bạn lấy được huyết thanh và huyết tương? Thì quay về năm bóng máu này. Nếu mà bạn cho vào trong tiết màu đen thì lấy được huyết thanh hay huyết tương? Đó, huyết tương có chất chống đông mà đúng không? Cho vào trong cái tiết này lấy được huyết thanh hay huyết tương? Quý vị có chất chống đông không? Dạ không. Sao không? Nó có chất chống đông và nó ấy mà. Là huyết thanh hay huyết tương? Tương, đúng không ạ? Này tạo ra huyết thanh huyết tương. Cái này tạo ra huyết thanh huyết tương. Huyết thanh huyết tương. Có chất chống đông không? Không, 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 không cần biết. Cái tên nó là gì? Tên nó đã là huyết thanh. Đúng không? Nên nó tạo ra huyết thanh. Và chỉ một mình nó tạo ra huyết thanh. Bốn con còn lại đều tạo ra huyết tương. Đó bạn thi công nên là chúng ta xem như bạn hiểu. Đó là nếu mà máu lấy ra khỏi cơ thể mà cho vào trong này
đúng con này mới lại đúng không? Thì chưa chưa gì cho vào đây là đủ 24. Cho vào đây thì là chuyện này xảy ra, chuyện này xảy ra. Chuyện này xảy ra là tạo nên 24. Đó là thêm câu nữa. Câu này nó vui đó. Thật ra đúng vui đó. Đó là cách đây vài năm, 3, 4 năm gì đó quên rồi. Có một cái chương trình tên là Ai thông minh hơn học sinh lớp 5. Cái chương trình đó thì có một câu hỏi vậy nè. Đó là khi mà mình bị đứt tay thì cái xíu máu nó ngừng chảy, nó đau nó che lại. Thì sau đó có một cái dịch màu vàng nghỉ ra. Thì dịch màu vàng là cái gì? Và dùng cái đầu óc của học sinh lớp 5 trả lời đó nha. Dịch màu vàng nghĩ ra cái gì lúc đó là cái người mà được hỏi câu đó là hoa hậu tên Cẩm Hương, hoa hậu cùng mẫu vậy đó, tên Cẩm Hương đó, nghe bạn biết đúng không? Thì theo bạn nghĩ với kiến thức của dân chuyên ngành vừa mới học xong bài số 1 này thì bạn nghĩ nó là quý thanh hay quý tương? Bạn xin lỗi, nó là cái gì? Nhưng bạn nghĩ nó là cái gì? Nó là quý thanh, đúng rồi. Tại vì có nghĩa là đứt tay rồi, quá trình đông máu đã diễn ra rồi để tạo ra cục máu đông rồi, cái pyrogen đã tạo ra cục máu đông hết rồi thì nó phải là quý thanh đúng không? Nhưng mà bạn biết đáp án của chương trình đó là gì không? Là quý tương. Sinh lớp 5 mà. Sinh lớp 5 là nó chỉ phân biệt được hồng cầu, hoạch cầu, tiểu cầu và quý tương thôi. Chứ làm gì nó biết quý thanh và quý tương, đúng không? Thì mình cũng chấp nhận thôi, bình thường không chuyện gì xảy ra đó. Nhưng mà tự nhiên sau đó vài ngày trên một cái group trên Facebook, trong trang gì y khoa, trong bóp là cái gì đó, group gì của y khoa đó, thì bắt đầu nó đăng lại cái tin đó. Và tự nhiên có rất nhiều người vào cãi lộn. Cãi lộn là chương trình sai. Tại vì đó là quý thanh mà tại sao lại gọi là quý tương? Thì lúc đó thì các bạn suy nghĩ gì về cái chuyện cãi nhau này? Vô nghĩa lắm đúng không? Tại sinh lớp 5 mà không biết quý tương là hay lắm rồi, đúng không? Cho nên mình không cãi nhau về chuyện đó. Mà ở đây là mình đã hiểu đó là quý thanh, nhưng mà trả lời quý tương thì thôi kệ, tại lớp 5 mà. Nhưng mà trong thực tế là lúc đó là cái cô bạn tôi nó trả lời không được, không biết nó là cái gì, đúng không? Nhưng mà chúng ta phải biết nó là quý thanh. Rồi sau khi mà các bạn lấy được quý thanh, quý tương hoặc là máu toàn phần xong rồi thì các bạn sẽ sử dụng để các bạn định lượng những cái chất sinh hóa, đúng không? Những cái thông số sinh hóa. Nhưng mà các bạn sử dụng liền, chúng ta định lượng liền, còn chúng ta muốn bảo quản thì chúng ta nhớ một số điều kiện sau đây. Nếu mà các bạn để ở nhiệt độ phòng thí nghiệm từ 15 đến 25 độ C thì các bạn bảo quản được 4 giờ sau khi đó, 4 giờ nhiệt độ phòng. Nhiệt độ phòng là nhiệt độ từ 15 đến 25 độ C. Nhiệt độ này không phải là nhiệt độ phòng nha. Nhiệt độ phòng là nhiệt độ mà có máy lạnh. Còn nhiệt độ này thì nó hơi cao hơn nhiệt độ phòng bình thường, đúng không? Đây là nhiệt độ của chúng. Còn nếu mà các bạn có bảo quản từ 1 đến 2 ngày thì các bạn sẽ cho vào ngăn mát tủ lạnh ở nhiệt độ 2 đến 8 độ C. Còn nếu mà các bạn muốn bảo quản lâu hơn thì các bạn tắt quý thanh, nhớ nha, tắt quý thanh hoặc tắt quý tương, sau đó đem đông dưới 0 độ C thì bảo quản được vài tháng. Phải tắt ra nha. Bạn tưởng tượng mà bạn không tắt mà bạn cho nguyên nhân tiếp thì vào thì sau khi mà nó ra đông ra hoặc còn bị mở hết là hư, đúng không? Thì bạn tắt quý thanh, tắt tương ra, đem đông bảo quản được 1-2 tháng, tùy theo cái chất mình muốn đo xem nó tồn tại được bao lâu, nhưng mà trung bình là 1-2 tháng. Rồi đó là máu tĩnh mạch. Rồi tiếp theo là máu bao mạch. Các bạn máu bao mạch, các bạn biết bao mạch là những mạch máu nhỏ cấp trên cơ thể chúng ta, chỗ nào và khi muốn lấy máu bao mạch thì đầu tiên là về vị trí lấy, chúng ta sẽ lấy ở đâu? Các bạn sẽ đếm là đúng không, ta có 5 ngón tay đúng không, 1, 2, 3, 4, 5 thì chúng ta sẽ lấy ở mép đầu ngón tay 2, 3, 4, ngón nào cũng được, ở mép đầu ngón tay, mép là ngay đây nè, mép bên này. Tại sao mà lấy ở mép đầu ngón tay 2, 3, 4? Cái lý do đầu tiên là ở đây nó sẽ có đông dây thần kinh, nên khi các bạn đông vào nó sẽ đỡ đau hơn, nhưng vẫn rất đau. Đỡ đau hơn rồi là được rồi. Cái thứ hai là đây là vị trí va chạm, nên khi mà bạn lấy xong rồi thì bạn cử động, bạn giúp nhất bạn làm việc bình thường, nó không bị chảy máu lại. Còn bạn đông lại chỗ nào thì cơ thể thì cũng lấy ra được máu mỏng manh đó, nhưng mà tí xíu lại bị chảy máu lại nếu mà các bạn cử động, đúng không? Cái thứ ba để đây có nhiều mỏng manh đông vào thì khả năng là cao sẽ lấy được máu. Nhưng ngoài ra người ta không lấy đâu nữa, lấy ở giải tài. Chỉ có đông tả là nó đâm nó đối với trẻ em, trẻ sơ sinh không lấy được ở những chỗ đó, người ta lấy ở đâu? À, lấy ở góc chân, đúng không? Rồi lấy máu bao mạch thì chúng ta lấy để làm cái gì? Thì trong một số trường hợp không lấy được máu tĩnh mạch thì lấy máu bao mạch thay thế, hoặc là trong
sinh hóa chúng ta có một kỹ thuật đó là đo đường huyết bao mạch, chúng ta cũng có thể lấy máu bao mạch, bao mạch thì lấy làm liền không có quái gì hết. Và tiếp theo là máu động mạch, động mạch thì trong sinh hóa có một kỹ thuật đó là khi máu động mạch giới thiệu sơ lược thôi, được rồi. Rồi bây giờ chúng ta sang một bệnh phẩm thứ hai đó là nước tiểu. Vì tâm thức này thì đối với nước tiểu thì trước khi mà chúng ta đo cái hệ cao cấy thì các bạn phân biệt dùng các kỹ thuật liên quan đến nước tiểu. Thì đó nước tiểu thì chúng ta sẽ có tạm thời là ba nhóm kỹ thuật, thực tế là nhiều hơn nhưng mà đây chúng ta nói ba nhóm nè. Đầu tiên là các kỹ thuật định tính nè, định tính. Hai là kỹ thuật định lượng. Ba là cận lắm nước tiểu, đúng không ạ? Thì trong bài này thì chúng ta sẽ nói về ba cái này thôi, chúng ta còn nhiều hơn. Rồi nói về nước tiểu, về kỹ thuật sinh hóa và định tính là sao, định lượng là sao? Nghe cái định tính là sao? Bạn phân biệt định tính với định lượng. Định tính là sao? Xác định nguyên tố. Định tính là sao? Xác định tính chất. Còn định lượng là sao? Khi mà nói chuyện định tính và nước tiểu, chúng ta nói định xác định tính chất là không đúng. Tại sao? Nước tiểu có tính chất sẵn rồi, nó gì nó màu vàng đúng không? Vàng đậm nên màu mắt. Tính chất khỏe về là độ cái chất trong gì đó. Không phải là xác định tính chất. Khi mà bạn nói là xét nghiệm nước tiểu mà người ta chỉ định tính thì chúng ta hiểu vậy. Xét nghiệm chất. Kỹ thuật định tính là kỹ thuật để khảo sát sự có mặt hoặc là vắng mặt một cái chất gì đó có trong nước tiểu. Kết quả ra sẽ là âm tính hoặc là dương tính thôi thì gọi là định tính. Theo bạn hiểu sát nghĩa đó, định tính có nghĩa là tìm cái chất đó có trong nước tiểu hay không có trong nước tiểu. Vậy thì ví dụ như bạn nói là định tính gluco trong nước tiểu là xem là trong nước tiểu đó có đường hay không có đường, kết quả là có hoặc không thì là định tính. Và là định tính đầu tiên trong nước tiểu là xem nước tiểu có đầu tiên không, có đạm hoặc không có đạm, đúng không ạ? Ceton là có ceton hoặc không có ceton, không tính gì đây đó mà là tìm xem có hay không có, đúng không? Cái thứ hai là định lượng. Định lượng là xác định hàm lượng. Hàm lượng có thể là nồng độ hoặc là khối lượng. Nồng độ là bao nhiêu miligam trên decilit, khối lượng là bao nhiêu gram trong vòng bao lâu, ví dụ như 24 giờ thì đó là hàm lượng, đó là cùng với chất nhất định. Cuối cùng là cận lắm nước tiểu. Cận lắm nước tiểu nghĩa là chúng ta lấy cái cặn, chúng ta so thấy cái định gì đó là cận lắm, đúng không? Thì trong bài số 1 này hướng dẫn các bạn cách lấy hai mẫu nước tiểu phía trên, mẫu nước tiểu phía dưới, thì các bạn sẽ được học vào bài số 5. Số 5 sẽ được sang. Ngoài ra thì chúng ta còn có một nhóm kỹ thuật nữa, đó là nghe kỹ thuật đó là xét nghiệm bán định lượng. Bán định lượng, thực ra bán định lượng bán là định tính, nên nó đang nghi nghi bán định lượng đạt định tính, nhưng mà sau khi bạn định tính xong rồi bạn có thể ước lượng được cái hàm lượng bên trong ở khoảng bao nhiêu, nên người ta gọi là bán định lượng. Mà bán định lượng về bản chất nó là định tính nên mới là chia cho định tính định lượng thôi. Có nghe chuyện bán định lượng thì hiểu nó vẫn là định tính. Rồi bây giờ hướng dẫn các bạn cách lấy. Đầu tiên là về dụng cụ. Dụng cụ thì các bạn chuẩn bị đầu tiên là nước tiểu định tính trước nha. Để định tính thì các bạn chuẩn bị một cái dụng cụ, đó là một cái lọ có nắp đậy sạch vô khuẩn, có ghi đầy đủ thông tin bệnh nhân. Thời điểm lấy tốt nhất các bạn lấy vào buổi sáng sớm, tại vì lúc sáng sớm thì chắc chắn là nước tiểu đã tồn tại trong bàng quang một đêm rồi, lúc này nó sẽ phản ánh chính xác tình trạng của bạn. Khi lấy thì chúng ta sẽ lấy giữa dòng. Giữa dòng là sao? Xem một lần đi tiểu là một bãi tiểu, các bạn bỏ phần đầu bãi, bỏ phần cuối bãi, lấy phần giữa bãi. Rồi cụ thể là làm sao? Cụ thể là bạn tưởng tượng như bạn em đi tiểu không? Các bạn đi tiểu, bạn tạm dừng lại, bạn đưa vào các bạn hứng tí xíu không? Bạn dừng lại, bạn lấy ra, bạn chịu một. Chúng ta kiểm soát được chuyện đó mà, được hả? Tại sao? Tại vì phần đầu bãi thì chứa cái gì? Đầu bãi là tưởng tượng khi mà chúng ta tiểu mà mới tiểu ra, chắc chắn là các tế bào bong chóc, các vi khuẩn bên ngoài sẽ tạp nhiễm, đúng không? Tạp nhiễm là cái chỉ số liên quan đến vi khuẩn, liên quan đến tế bào bong chóc là nó sẽ bị sai lệch. Còn phần cuối thì chứa quá nhiều cặn, cặn thì các chỉ số liên quan đến tế bào nó sẽ bị sai lệch, bắt buộc phải lấy phần giữa, đúng không? Anh ta xem là trong 10 con số sẽ có những con số liên quan đến vi khuẩn, liên quan đến tế bào mà các bạn lấy phần đầu phần cuối là sai lệch hết, nên phải lấy phần giữa. Nguyên tắc đó là quan trọng là phải lấy đúng phần giữa, đúng không? Bỏ vào đầu phần cuối đó, giữa lại được. Thì nước tiểu giữa dòng các bạn sẽ làm kỹ thuật định tính. Cái nào là định tính thì lấy giữa dòng, lấy bằng thủ này, đúng
đúng không ạ? Cái thứ hai là về định lượng. Định lượng thì các bạn sẽ, tại sao lại phải định lượng thì chúng ta sẽ lấy nước tiểu 24 giờ. Tại sao lại lấy tiểu 24 giờ? Tại vì một cái chất mà đi từ trong máu ra ngoài nước tiểu nó sẽ thay đổi tùy theo từng thời điểm trong ngày. Có thể là buổi sáng ra nhiều, buổi chiều đó nó sẽ không ra nữa, mà các bạn lấy lại một thời điểm nhất định thì nó không phản ứng chính xác. Nên chúng ta phải lấy 24 giờ để chúng ta trộn đều lại, chúng ta đo ra cái trung bình, đúng không ạ? Và cách lấy, bởi vì một ngày các bạn đi tiểu phải lít mấy, nên các bạn sẽ lấy một cái can từ 2 lít trở lên, và trong đó sẽ chứa các chất bảo quản. Tại vì lấy một ngày 24 giờ lâu lắm, để lâu nó sẽ bị hỏng, chúng ta cho cái chất bảo quản vào. Cái bảo quản có nhiều chất lắm, tùy từ cách chất thế nào cũng được, có thể là simon cũng được, là phenol hoặc là CL cũng được. Rồi cái cách lấy là các bạn sẽ chọn một giờ ấn định, ví dụ như là 6 giờ sáng, đúng 6 giờ sáng các bạn cho bệnh nhân đi tiểu thật là sạch. Và có lấy nước tiểu đó không? Không, tại vì nước tiểu lúc 6 giờ sáng là nước tiểu cả đêm hôm trước rồi, có lẽ là người ta ngủ đêm sáng giờ thức dậy đâm đi tiểu, thì nước tiểu lúc 6 giờ là nước tiểu của ngày cả buổi tối rồi, đúng không? Nên đi tiểu thật là sạch và bỏ. Từ thời điểm đó trở về sau, bệnh nhân đi tiểu thì lấy, bệnh nhân đi đại thì yên tâm còn lấy luôn. Có phát sinh nước tiểu là lấy đến đúng 6 giờ sáng ngày hôm sau, sau 24 tiếng đó, cho bệnh nhân đi tiểu hoặc là sạch và lấy rồi. Và lấy thì nó là tiểu trước đó mà, đúng không? Sau khi lấy xong rồi bạn chuyển đến phòng sinh hóa thì sẽ làm các kỹ thuật liên quan đến định lượng. Cái gì định lượng là sạch. Cái gì có chuyện định lượng thì chúng là sạch. Cái này là nguyên tắc chung nha. Các bạn học từ từ các bạn sẽ có một số trường hợp nó bất quy tắc, không theo quy tắc này. Nhưng nguyên tắc chung là phải vậy. Thấy không? Rồi đó là xong về nước tiểu các bạn. Ngoài ra thì các bạn còn một số là một phần tổng khác, các bạn về nhà các bạn học tham khảo nha. Cái phần nào mà không đề cập ở đây thì về nhà đọc tham khảo chứ không có bỏ nha. Phần còn lại đọc nhà tham khảo. Rồi bây giờ chúng ta sang phần thực hành các bạn. Phần thực hành thì bữa nay chúng ta sẽ làm hai chuyện lên. Cái chuyện đầu tiên là sử dụng cái này, đi bếp. Và chuyện thứ hai là sử dụng micro đi bếp. Rồi bây giờ hướng dẫn lại các bạn sử dụng là thật ra cái này các bạn đã biết cách sử dụng rồi, hướng dẫn lại thôi. Chúng ta sử dụng cho nó đúng rồi. Cái việc đầu tiên là các bạn lựa pipet cho nó đúng. Có nghĩa là giả sử mà đề bài yêu cầu bạn lấy 1 ml dung dịch gì đó, 5 ml, 10 ml gì đó, thì chúng ta sẽ chọn cái nào cho đúng, đúng không? Thì ở đây các bạn thấy nè, bạn sẽ xem cái số phía trên đầu của cây này, cái này như số 5 nè, cái này như số 1 nè. Thì số 5 hay số 1 là giới hạn đo. Ví dụ như cây số 5 đề bài có nguyên cây này sẽ được 5 ml, thì số 1 các bạn có nguyên cây này sẽ là 1 ml. Bạn phải xác định xem là cây nào nó được bao nhiêu khi mà chúng khi các bạn chọn cái đúng nha. Giả sử mà đề bài yêu cầu các bạn lấy 5 ml thì chúng ta chọn cái nào? Chọn cái này, đúng không? Thật ra bạn chọn cái này cũng được, bạn cũng đồng lần. Nhưng mà vấn đề bằng tư duy đó, bạn chọn cái này thì được giám khảo đánh giá tư duy của bạn đó. Nên chọn cái này cho hợp lý hơn, thì chọn cái này vẫn làm được nha. Chứ không phải làm được cho nên người ta đánh giá mình, đúng không? Rồi, sau khi mà bạn chọn đúng cây rồi thì các bạn xem là ở đầu mỗi cây nó có bạch màu hay không? Ở đây có bạch màu đỏ nè, ở đây có bạch màu vàng nè. Có bạch màu để bạn nhớ thổi vào cuối cùng. Phía dưới bạch màu có con số, đây là 0.05 và đây là 0.01. Cái số này là gì? Đúng là độ chi nhỏ nhất và khoảng cách giữa hai bạch. Nếu mà khi mà bạn hút số lẻ thì ta nhớ độ chi nhỏ nhất của nó thì không. Rồi sau khi mà bạn đã chọn xong rồi thì chúng ta sẽ sử dụng. Các bạn cầm tay nào cũng được, tay cũng là được. Ví dụ như tôi cầm tay phải thì cầm tay phải. Được không? Cầm vậy. Bạn dùng ngón nào để các bạn điều chỉnh á? Rồi các bạn dùng ngón cái, các bạn dùng ngón trỏ, thì dùng ngón nào cho đúng. Thật ra là bạn dùng ở những cái môn trước, chắc chắn là những môn trước có sử dụng cái này rồi. Trước đây bạn dùng ngón gì không biết, nhưng mà đến môn này rồi phải dùng cho đúng, tại vì đôi khi những môn trước người ta yêu cầu các bạn lấy đúng cái tích là được, nhưng mà đến đây rồi là phải làm cho nó đúng kỹ thuật luôn, đúng rồi. Thì giờ nhớ luôn nha, đó là chúng ta phải dùng ngón trỏ nha. Nhớ luôn nha, là phải dùng ngón trỏ, tuyệt đối không dùng ngón cái. Vô khi mà cầm ngón cái là cho gớt luôn nha. Chứ giờ đang thực hành ở đây tự nhiên có một đòn, cái đòn do người ta chụp hình, cái tự nhiên quay chụp chúng mày đang dùng ngón cái mà đang thực hành hóa sinh, đánh giá của một hóa sinh. Nên là phải dùng ngón trỏ nha, ngón trỏ. Rồi bây giờ cái cách cầm sao? Bây giờ có hai cách cầm. Một là bạn thấy có cái má bàn tay, mình áp cái má bàn tay vô đây mình cầm như vậy. Bạn thấy cực kỳ vững, các bạn cầm thì nó vững lắm, cực kỳ vững luôn. Thấy cái này nó áp, cái này áp bàn tay cầm thì rất là vững các bạn. Bạn thấy trong sách cũng vẽ đúng cái này nè, là cái cách nó rất là khuyến cáo chúng ta dùng, đúng không? Trong sách vẽ đúng cái này nè, là khuyến cáo các bạn cầm gì, các bạn rất là vững. Tuy nhiên
cầm như vậy thì những bạn nữ mà thấp thấp người người thì cầm thì dễ quan sát lắm, nhưng mà những bạn nam mà cao cầm gì bạn rất là khó các bạn đọc được mặt dưới đường cong bởi vì nó rất là thấp, đúng không ạ? Thì nếu những bạn nam mà cái tay khỏe hơn thì bạn cầm về, cầm gì, cầm gì chúng ta rất là thánh thót để sử dụng, đúng không? Nhìn cũng đẹp hơn, người ta chụp hình mình cũng tự tin hơn. Nên là cầm về, nếu mà bạn nào cảm thấy tay mình khỏe còn đúng không thì chúng ta cầm về. Rồi về cách sử dụng thì ví dụ như là yêu cầu lấy từ cái hạt len này sang cái pet-tre này, lấy đúng 5ml. Về cách sử dụng này, đầu tiên là bạn cho cái pipette vào trong lòng chất lỏng và đừng có đưa sát đá nha, thì đưa vào cái một chất lỏng thấp ở bên bàn pipette thôi. Bạn cầm trái bon ở ngoài, bạn bóp ở ngoài, bóp ở ngoài, bạn đưa vào đây, các bạn thả ra từ từ đến khi mà nước dâng hơn và xuống cong thì các bạn bấm lại. Nếu các bạn đang ngồi thì các bạn cứ ngồi bình thường, còn nếu mà chúng ta làm mà đứng đó nha, chúng ta tuyệt đối không cong lưng, chúng ta phải nâng lên ngay cả mặt mình thì cái tư thế này nó sẽ hợp lý hơn, đúng không? Nó đẹp hơn, đúng không? Không có cong lưng nha, luôn luôn phải đưa ngay cả mặt. Lý do tại sao, lý do tại sao lại không để gì, bạn để gì bạn sẽ không bao giờ nhìn được mặt dưới đường cong. Bạn đưa ngang tầm mắt, đưa số không ngang tầm mắt thì chúng ta mới nhìn được mặt dưới đường cong, đúng không? Sau đó bạn kéo pipette lên ra khỏi lòng chất lỏng và các bạn chỉnh, các bạn chỉnh đến khi nào mà nó ngang và số không, mà cái đường cong phía dưới ngang và số không thì chúng ta bấm lại. Đó, chúng ta chuyển sang dụng cụ chứa. Nếu dụng cụ chứa các bạn không nhấc lên được thì các bạn cứ để vào trong bình, các bạn tì sát thành, các bạn buông ra, nhớ tì sát thành nha, và buông ra nó chảy xuống. Còn trong trường hợp mà dụng cụ chứa bạn nâng lên được thì chúng ta giữ thẳng cái pipette, chúng ta nghiêng dụng cụ chứa để cho nó tì vào trong thành và các bạn buông ra gì nè, đúng không? Chứ không có ngược lại như cái này, chúng ta phải thẳng vừa vào thành xả xuống. Và sau khi mà xả xong rồi nó sẽ bị vướng đây một giọt, thì các bạn nhớ các bạn dùng chai bon, các bạn đưa vào đây, các bạn thổi giọt cuối cùng ra thì giọt cuối cùng nó đi ra và xong kỹ thuật. Đơn giản thôi nhưng mà chúng ta làm cho nó đúng lắm, giống giống như những con khác này. Rồi, cái dụng cụ thứ hai. Cái dụng cụ thứ hai là cái MyRobiBet. Rồi bây giờ các sử dụng cái MyRobiBet thì chuyện đầu tiên các bạn cũng sẽ chọn đúng MyRobiBet. Các bạn nhìn một cái MyRobiBet nó sẽ có cái đồng hồ màu đen đây nè. Bên đây cũng có cái đồng hồ màu đen. Đồng hồ màu đen này là tiện cái thích bên trong các bạn thấy được. Dù như đây là 800. 800, đây là 800. Là cái này là 800 ml, cái này là được 100 ml. Và nó có một khoảng lấy, bạn dùng cái này bạn thấy là 100 đến 1000, nghĩa là 100 ngàn lấy bao nhiêu cũng được. Cái này là 20 đến 200, bao nhiêu cũng được trong khoảng này. Giả sử bây giờ các bạn muốn lấy 700 đi, thì các bạn dùng cái nào? Thì chắc chắn là dùng cái này rồi, đúng không? Cái này lấy cũng được mà lấy rất nhiều lần, người ta cũng đánh giá mình, đúng không? Mình sẽ lấy cái này, đúng không? Rồi bây giờ hiện tại nó là 800, thì làm sao chỉnh được 700? Bạn sẽ có cái sai xuống 700, sai cách nhẹ nhàng thôi, nó xuống 700, đúng không? À, cũng xuống 700 này, rồi bây giờ mình sẽ nói nha. Và bạn nhớ là không cần thiết, không cần phải sai, cứ sai luôn cũng được, tại vì sai thì nó dễ thương, không cần phải sai đâu, cứ luôn như vậy lại thành khi nào nó cần thiết chúng ta sai. Rồi về cách sử dụng là đầu tiên là về cách cầm, bạn thấy nó có cái móc này, móc này, cái móc này các bạn sẽ móc vào cái lóng tay đầu tiên của ngón trỏ. Đây là ngón trỏ đó, lóng tay đầu tiên, bạn móc vào đây, bạn cầm thẳng lưng và dùng ngón cái để thỏa tay. Rồi việc đầu tiên là bạn sẽ cảm nhận là nó sẽ có hai nấc, một nấc này, hai nấc này, chiều dài cái nấc của cô còn cái lưu thể tích các bạn đây, một nấc này, hai nấc này. Cái gì đầu tiên khi bạn sử dụng cái này là bạn cảm nhận hai nấc trước, móc vô cái lóng tay đầu tiên, ngón trỏ, lóng tay đầu tiên, rồi một nấc, hai nấc, rồi làm lại. Rồi, bạn làm rất tốt, làm một lần một là được, nhưng mà phải làm để cảm nhận trước, đúng không ạ? Rồi bây giờ cách sử dụng. Ví dụ như là yêu cầu các bạn lấy 700 ml nha. Khi sử dụng thì bạn sử dụng chung với một cái dụng cụ hỗ trợ là cái đầu con. Cái cây lớn thì sử dụng đầu con màu xanh, và cây nhỏ sử dụng đầu con màu vàng. Và thực tế là có những đầu con nhỏ hơn nữa, đúng không ạ? Rồi bây giờ đó, cái cây lớn thì chúng ta sử dụng đầu con màu xanh. Về cách sử dụng là các bạn sẽ cấn xuống rồi, nó sẽ dính vào, đúng không? Thì tí xíu nữa chắc chúng ta lấy nó sẽ đi vào trong cái đầu con này. Rồi, sau khi đã đắp đầu con xong rồi thì các bạn lấy, các bạn sẽ bấm ở ngoài nha,
bấm xuống 1 nấc, giữ nguyên 1 nấc. Các bạn cho vào trong cái chất lỏng các bạn muốn lấy. Cho vào. Các bạn thả ra, từ từ ra, ra từ từ ra. Đúng rồi. Thì lúc này nó đi vào trong đây 720 lít này. Thấy không? Con cái lỏng này là 700 này. Sau đó các bạn sẽ cho vào trong dụng cụ chứa. Các bạn nhớ nha, lúc nào cái này cũng phải lạnh. Dụng cụ chứa sẽ nghiêng để các bạn tựa sát vào thành. Nhớ là luôn luôn phải sát vào thành. Các bạn đốt xuống tay nó. Thì nó đi ra này. Hết rồi nè. Đúng không? Bắt đầu 700 này chúng ta đi vào đây nè. Rồi. Sau khi mà sử dụng xong rồi, không có chất xong rồi thì nó dơ rồi. Cái này nó dơ rồi nè. Thì mình bỏ. Mình không rửa gì hết, mình bỏ luôn. Giả sử đây là cái sọt rác. Ở đây có cái mốt. Các bạn sẽ bấm xuống. Đúng không ạ? Nó rớt luôn mình bỏ luôn. Nhưng mà ở đây cứ cấp cho mình xài lại. Thực tế là mình bỏ luôn. Rồi làm lại cái nữa nha. À, mình chỉ bấm cái đó, mình cho vào đây. Rồi. Rồi sau khi hút xong rồi thì các bạn chuyển sang đây, các bạn bóp xuống hai cái, ra xong rồi bỏ. Rồi đó là sử dụng Adobe. Rồi bây giờ chúng ta đó là xong phần tiếp theo cũng là tập. Bây giờ các bạn sẽ thực hành như vậy. À, cái việc đầu tiên đó là các bạn